Chúng tôi đang đề cập đến nhân vật phó của ông Trump, một nhân vật mà bên phía Đảng Cộng Hòa rất muốn để thuyết phục được những thành phần chưa quyết định, trong đó có thành phần cử tri độc lập, sẽ bỏ phiếu nhờ vào nhân vật J.D. Vance, thượng nghị sĩ của tiểu bang Ohio này. Và chúng tôi đang đề cập đến sự chăm sóc, bởi vì mẹ thì nghiện ngập, nghĩa là sống với bạn trai và bị hành hạ trong gia đình như thế, thì cuối cùng bên phía bà nội hay bà ngoại thương quá cho nên chọn về nuôi. Và trong cái khu vực đó đa phần là người Mỹ trắng ba làng. Ba làng là tại sao? Một câu nói ra là F này, F kia, D, M, đủ hết mọi chuyện hết đó. Rồi nghĩa là chống lại những quyết định của chính phủ, nghĩa là đủ hết. Nhưng mà có một điểm mà trong cuốn tự truyện của J.D. Vance ông viết về sau này đó, ông nói rằng nhờ những cái lời khuyên trong đó, khi mà con té đó, con không được than khóc mà con phải đứng dậy, vươn người để đi lên. Đừng để cho ai nói rằng con không trở thành người tốt hay là con không thể thành công được. Anh thấy hay không? Thấy, dạ. Đứa bé không có được bố mẹ dạy dỗ, nhưng mà người lớn chăm sóc. Và có những cái lời khuyên đó, không biết anh như thế nào, nhưng mà có những cái lời nói của bố mẹ hoặc là của người lớn đó, mà tôi vẫn nhớ nằm lòng đến giờ phút này. Thì hoặc là có những điểm mà mình nghe được lời khuyên và mình học, tự học. Tôi nghĩ rằng J.D. Vance ra tự học, tự dấn thân rất nhiều. Ông sinh ra trong một gia đình như vậy, nói như thế thì có nghĩa là ông bà cũng chỉ là thành phần di dân của thời xa xưa thôi. Văn hóa thì chưa chắc được cao, nhưng mà có tính con người. Đó, đó, đúng. À, ông bị ảnh hưởng về ông bà rất là nhiều. Yeah. Ông bị lấn cấn về vấn đề tôn giáo. Đó. Mãi đến năm 2019, wow, ông mới chính thức theo Công giáo, Catholic. Yeah. Và khi theo Catholic, ông có để lại một câu khá xuất sắc. Yeah. Ông nói rằng là gay marriage is the law of land, of the land of this country, là cái đất của đất nước này. Yeah. Chấm. And I'm not trying to do anything to change that. Yeah. Và tôi không cần phải nỗ lực một cái điều gì để thay đổi những cái luật lệ của đất nước. Nó không phải này là câu huề vốn, nhưng mà nó là một câu chấp nhận để sống chung. Tôi cho là như vậy. Cho nên, thưa quý vị, nhân vật này bên phía Đảng Cộng Hòa, họ tuyên bố chúng tôi muốn được đoàn kết. Có những người của Đảng Cộng Hòa không hài lòng với sự chọn lựa của ông Trump đối với J.D. Vance vì những tuyên bố trong quá khứ của ông cũng như lập trường của ông. Nhưng mà đó là điểm phản ảnh phần nào về Donald Trump. Anh đừng quên là Donald Trump xuất thân là theo khuyên hướng dân chủ lắm. Ông là người của Hollywood mà. Phụ nữ, vấn đề ủng hộ phá thai, rồi những cái rất là thoải mái. Lẽ đương nhiên, trong những cái vấn đề liên quan đến đầu tư thì ông không muốn chính phủ dính dấp nhiều để mà ông có thể đầu tư hoặc kiếm lợi nhuận dễ dàng. Và đó là lý do mà J.D. Vance cũng tương tự như thế nữa. Chính sách của J.D. Vance cũng thế. Không muốn đi theo các chính sách của ông Trump, giảm thuế, rồi hỗ trợ, giảm thiểu những cái quy định để giúp cho giới đầu tư mạnh mẽ hơn. Và đó là lý do tại sao mà thị trường chứng khoán tăng mạnh, bởi vì họ tin tưởng Đảng Cộng Hòa và ông Trump lên đó, là sẽ giảm thiểu những cái nguyên tắc khó khăn mà Đảng Dân Chủ đã đè nặng lên họ trong thời gian 4 năm qua, và chưa kể mức thuế nữa. Tôi nghĩ rằng là nếu mà ông Biden tiếp tục làm Tổng thống đó, ông sẽ đẩy mạnh cái chính sách thuế của ông chưa thành tựu. Tức là 400.000 trở lên sẽ phải đóng thuế. Thì vì trong 4 năm còn lại, ông đâu cần phải ra tranh cử nữa đâu. Cho nên Đảng Dân Chủ sẽ đẩy mạnh vấn đề đó. Và đó là lý do Elon Musk cùng với rất nhiều tỷ phú, đặc biệt là ở California này nhé, đã tuyên bố là đóng góp vào cái quỹ tranh cử của ông Trump quá mạnh luôn. Bởi vì họ không hài lòng với cái chính sách của ông Biden hiện nay, nhất là đánh thuế. Cho nên họp đầu, anh thấy một tháng mà 45 triệu Mỹ Kim, nếu có, giống như tiền lẻ, bởi vì Elon Musk đã từng bỏ tới cả 45 tỷ đô la để lấy lại Twitter mà ông biết là không có lời, mà ông vẫn lấy để mà khai thuế, để được giảm thuế. Thì những cái số tiền vài trăm triệu mỗi một tháng
còn có 3 tháng nữa thôi thì tốn có 150 triệu nữa thôi, nothing. Mà nếu mà ông Trump lên làm tổng thống thì ông sẽ tiết kiệm được cả tỷ đô la tiền thuế anh ạ. Anh thấy không? Cho nên những bước đi mà tại sao chúng ta nghe thấy như thế để hiểu được những cái quyết định mà bỏ tiền ra để thu lại, bỏ một con tép lấy được về một con tôm càng là như thế. Sự kỳ vọng và cái vai trò của ông tổng thống Trump, cựu tổng thống Trump sẽ trở thành tổng thống là càng càng lớn, nhất là qua cái vụ bị ám sát hụt. Thì cái thương cảm dành cho ông, sự ngưỡng mộ dành cho ông nó trở thành một cách rất là vô cùng khủng khiếp. Rồi như anh nói là tiền, tự nhiên tiền donate được hứa hẹn sẽ được đổ vào. Nhưng mà anh nghĩ sao? Bởi vì trong đó đó có những cái mối quan tâm. Đảng Cộng Hòa không phải ai cũng theo cái chủ trương của ông Trump. Trong đó vấn đề có những thành viên của Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ ủng hộ Ukraine và họ chống Nga. Thì sau khi cái quyết định mà ông Trump chọn JD Vance, tôi thấy rằng tin tức đó bên phía người dân Ukraine, quân đội Ukraine và Tổng thống Zelensky càng quan tâm hơn. Trong khi đó, những cái tờ báo lớn của Nga lại viết những cái lời lẽ rất là nồng ấm, khen ngợi quyết định sáng suốt của ông Trump. JD Vance chống chiến tranh Ukraine. JD Vance là người đã bỏ phiếu lúc mà ông làm thượng nghị sĩ Ohio, bỏ phiếu chống lại cái kế hoạch 60 tỷ Mỹ Kim ủng hộ cho Ukraine. JD Vance là người nói rằng vai trò của Mỹ không can thiệp vào những cái vấn đề nước ngoài, ủng hộ chính sách rời khỏi NATO hoặc là buộc NATO phải đóng góp mạnh mẽ thêm nữa, và cái vị thế xen đầm quốc tế của Hoa Kỳ ở tại châu Âu hoặc là xen lấn vào vấn đề Ukraine là không quan tâm. Thì đó là những cái vấn đề trở ngại mà thành phần cử tri độc lập ủng hộ Ukraine họ đang rất quan tâm. Cho nên anh thấy không, cái việc mà bỏ yes or no cái lá phiếu của họ cho một ứng viên đó, đôi khi cuối cùng nó chỉ là một cái chính sách hoặc là một cái lập trường rất nhỏ. Thí dụ như phá thai, tôi biết chắc chắn thí dụ như Đảng Cộng Hòa ủng hộ hoàn toàn cái việc mà chống phá thai, tôi không đồng ý, là chỉ còn một cái vấn đề đó thôi, là tôi họ không nhận được cái lá phiếu đó rồi. Rồi những người ủng hộ Ukraine chỉ vì JD Vance và ông Trump không ủng hộ, họ có thể không bỏ phiếu đó. Chứ không, mình đừng có bao gồm hết tất cả các lập trường, các đề tài của đảng. Anh thấy không? Chỉ có một điểm nhỏ thôi. Mà tới phòng phiếu thì cuối cùng tôi cân nhắc, hoặc là cái cử tri độc lập đó sẽ cân nhắc. Còn Cộng Hòa hay là Dân Chủ họ bỏ phiếu cho hai bên, là nhất là MAGA thì khỏi nói rồi, hoàn toàn là bỏ hết cho Trump. Gói gọn lại, cái thành phần đôi khi còn có 10.000 phiếu, 11.000 phiếu cách biệt thôi, là do cái quyết định cuối cùng khi họ đến bỏ phiếu và họ sẽ xét lại. JD Vance, Trump tiếp vào tòa Bạch Ốc sẽ có những cái điểm lợi, những cái điểm hại nào. Mà đôi khi cái điểm lợi, điểm hại nó là một phần là về phá để phá thai. Đồng ý tôi hưởng lợi về lợi tức, nhưng mà tôi quan tâm về vấn đề người quyền phụ nữ cao hơn. Người phụ nữ bây giờ đó họ bị ngăn cản cái chuyện mà phá thai trên cả 18 tiểu bang. Thì họ làm sao mà họ bỏ phiếu cho bên phía ông Trump được, nếu mà những người, ngay cả những người này, có những người là thành viên trong gia đình là Đảng Cộng Hòa, họ cũng phải rời khỏi gia đình vì lý do cá nhân. 18 tuổi mà mang cái bầu làm sao mà có thể chấp nhận được, anh thấy không? Dạ. Thì càng ngày càng thấy là tôi, sau cái vụ ám sát ông Trump, thưa anh Thụy, tôi ghi nhận được một cái có vẻ như là thực tế là tự nhiên cái sự trầm lắng lại trong cộng đồng á, qua cái vụ ám sát đó, nó không còn ồn ào như trước kia nữa, kể cả có những sự ồn ào về nhưng gì? Mà tôi thấy họ có những người ủng hộ ông Trump trước đây càng thương cảm trong hơn chứ. Ồ, cái đó chắc chắn rồi, cái đó thấy rõ luôn, họ cầu nguyện cho ông nữa, thấy rõ luôn. Làm sao mà không thương được bất cứ ai, dù ghét ông đến mấy mà nhìn thấy cái lỗ tai bị mất một phần, lỗ tai xong rồi xém chết mà. Ông người ông cao to, người ta cố đèo xuống, mật vụ đèo xuống, ông cố ngoi lên và ông không thể nào, đừng ai nói ông là đóng kịch được, cái kiểu con người này là như vậy. Không, thì ông Trump mà phải thì ông thì đó, trong Đảng Cộng Hòa đại hội cũng nói là chiến đấu nhất là cử tri gốc nữ phái là thích lắm. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn lại vào về tin tức nổi bật ngày mai. Để chào anh Vũ Trung. Yeah.